Thưa sư, người xuất gia ăn tổ yến được không? Người bán tổ yến xào có bị xem là phạm giới chánh mạng không? Ăn tổ yến có được coi là ăn chay không? Đầu tiên ấy là một vị tỳ kheo không có cấm ăn tổ yến. Tức là được ăn, được phép ăn, người xuất gia được phép ăn, trừ khi cái thực phẩm đó có được á, là do tà mạng thì không có nên ăn, dù cho đó là một bó rau, một cái nải chuối thì cũng không có nên ăn. Còn cái người bán tổ yến xào đó thì tùy tùy quý vị cứ nghĩ như thế này nè, cái người bán giày dép họ có được xem là tà mạng hay không, ví dụ như là trong đó có giày dép da, cái người bán thuốc có được xem là tà mạng hay không, bởi vì trong thuốc nó có những thành phần của động vật. Rồi cái người bác sĩ, những cái nhà có được xem là tà mạng hay không, bởi vì cái thành quả y học mà họ có được, họ sử dụng ấy, là có được do nghiên cứu từ trên cơ thể sống của những chúng sanh khác, từ thú vật cho đến loài người. Rồi quý vị nghĩ là cái người bán thuốc họ có tà mạng hay không, bởi vì đó, những cái viên thuốc bây giờ đó, quý vị có biết giùm cho một chuyện là ở những cái quốc gia nghèo nó có một cái nghề là nghề thử thuốc, tức là những công ty dược phẩm ấy, họ tài trợ cho những con người đó, những con người đó chỉ làm một chuyện thôi, tức là những cái thuốc gì mà công ty dược phẩm vừa mới bào chế ra đó mà cần thử nghiệm ở trên con người đó, thì họ là những cái người tình nguyện viên, họ sử dụng những cái thuốc đó rất nhiều. Mà quý vị biết mà, để có được một sản phẩm thành công thì có rất nhiều những sản phẩm thất bại, thì như vậy những người bán thuốc nhỏ lẻ đó, những cái đại lý thuốc đem những cái viên thuốc đó về phân phối bán thì họ có được xem là tà mạng hay không? Rồi có vô số những sản phẩm từ động vật, ví dụ như cày ha, rồi gỗ, tại vì để có được những cái thớt gỗ á, những cái thớt gỗ lớn thì người ta phải chặt ở trong rừng về, thì như vậy những cái đại lý bán gỗ có được xem là tà mạng hay không? Tự quý vị suy nghĩ giùm mấy cái chuyện đó. Rồi những đại lý bán sữa họ có được xem là tà mạng hay không? Bởi vì quý vị biết mà, có nhiều nơi họ nuôi bò mà để có sữa, thì cái ngành công nghiệp mà sữa bò đó vốn dĩ nó cũng không có trong sạch đâu. Suy nghĩ đi, đừng nói gì đến cái tổ yến, mình mở ra thì nó có rất là nhiều chuyện mà quý vị thấy đó. Sư phụ của sư thì có một cái lời khuyên như thế này: bây giờ kiếm sống rất là khó khăn, người khổ nhiều lắm, chỉ nhớ giùm một chuyện thôi, đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người, như vậy được rồi. Còn quay trở lại cái vấn đề, những cái vấn đề sư đặt ra đó, không riêng gì cái tổ yến, tất cả những sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày đó, cái người trực tiếp người trực tiếp sản xuất, ví dụ như cái người công nhân lấy tổ yến, cái người trực tiếp nuôi bò, cái người trực tiếp và thí nghiệm trên động vật, cái người trực tiếp thí nghiệm trên cơ thể người, thì đó là những người tạo những ác nghiệp.
Đây là điều chắc chắn. Ngay cả một người nông dân trồng rau, trồng lúa mà họ bảo vệ thực vật, họ phun thuốc trừ sâu thì họ cũng là người tạo ác nghiệp. Đó là điều chắc chắn không tránh khỏi. Còn những người mà mua về để đem bán, mua về để đem bán nhé, thì cái nghiệp của họ nó sẽ pha, nó chỉ đơn giản là nó không có chánh mạng thôi, nó tà mạng, nó không có chánh mạng, nhưng mà nó sẽ pha loãng ra, nó sẽ pha loãng ra, loãng từ từ, tùy theo từng cấp độ nó loãng từ từ, cho đến cái người mua đó, ví dụ như bản thân quý vị mua về ha, quý vị mua những cái viên thuốc mà người ta đã thí nghiệm thành công trên cơ thể người đó, quý vị mua những viên thuốc đó về để quý vị sử dụng, thì quý vị không có tạo nghiệp, nhớ giùm nha, quý vị không có tạo nghiệp. Quý vị mua những cái bó rau mà người làm nông dân họ phun thuốc trừ sâu để họ bảo vệ thực vật, quý vị mua những bó rau đó về thì quý vị không có tạo nghiệp. Quý đi làm, quý vị có tiền, quý vị dùng những đồng tiền đó mua những viên thuốc thì quý vị vẫn là chánh mạng ha. Quý vị mua những bó rau đó vẫn là chánh mạng. Quý vị mua những cái tổ yến nó vẫn là chánh mạng. Quý vị mua thịt, mua cá mà người ta đã chế biến rồi nó vẫn là chánh mạng. À, hiểu thì mình hiểu nó tương đối, nó thấu đáo một tí xíu. À, rồi còn cái chuyện mà quý vị ăn tổ yến mà có được coi là ăn chay hay không, thì ngày hôm qua sư có nói đó, Đức Phật ngài không có ăn chay, ngài một kiền liên, ngài Xá Lợi Phất, các ngài không có ăn chay, các bậc thánh trong thời kỳ Đức Phật không có ăn chay, theo sử liệu ghi lại thì các ngài không có ăn chay. À, Đề Bà Đạt Đa thì có ăn chay. Thành ra cái chuyện mà quý vị ăn như thế nào đó nó không có quan trọng. Nó không có quan trọng đâu. Muốn ăn rau ăn củ gì thì tùy quý vị, muốn ăn thịt ăn cá ăn tổ yến thì nó tùy quý vị. Không, cái quan trọng không phải là quý vị ăn cái gì mà quý vị ăn như thế nào. Quay trở lại cái câu hỏi trước là tu cái đường miệng đó, tu cái gì mà đi vào trong miệng, tu cái đó thì nó chính xác hơn.